Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong chương trình thời sự trước, công tác phát triển đảng viên mới đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy đã đưa ra nhiều giải pháp căn cơ cho bài toán phát triển đảng viên, quán triệt đến từng cấp ủy thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Theo ghi nhận thực tế tại nhiều chi bộ khu dân cư hiện nay, ngoài lý do nguồn phát triển đảng viên mới khan hiếm, thì việc sâu sát để phát hiện, sàng lọc, định hướng, bồi dưỡng của cấp ủy đối với từng quần chúng ưu tú cũng chưa được quan tâm, chú trọng đúng mức và đúng cách. Chính vì vậy, mỗi cấp ủy cần nhìn nhận và thực sự làm tốt công tác này để góp phần tạo sự chuyển biến trong phát triển đảng viên mới tại địa bàn dân cư. Khu vực đại bản cấp 3 chúng tôi là tạo nguồn những quần chúng ưu tú tham gia các phong trào địa phương như là tổ phó dân phố, bí thư đoàn thanh niên. Các quần chúng đó tham gia nhiều khuyết phong trào địa phương. Tâm sự, tình cảm, hỏi thăm để như vậy là cái sự quan tâm của tổ chức đảng đối với một quần chúng. Và đồng thời như vậy là cũng hướng dẫn để quần chúng tiếp cận dần, tiếp cận từ từ và tiếp cận những cái vấn đề rất là thực tế và không máy móc, cũng không cao siêu về lý luận, để như vậy là quần chúng dần dần tiếp cận đối với là những cái tôn chỉ mục đích lý tưởng của đảng rất là tự nhiên. Mới đây tại hội nghị chuyên đề công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, liên quan đến những khó khăn quy trình, thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng, nhiều ý kiến đề xuất cần đổi mới công tác thẩm tra, xác minh lý lịch. Theo đó nên tập trung toàn bộ về quận ủy, huyện ủy, tổ chức thẩm tra định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Như vậy sẽ thuận lợi cho công tác quản lý, tổng hợp và tiết kiệm thời gian cũng như kinh phí cho các cấp ủy. Thứ nhất là ban tổ chức quận ủy có thể có điều kiện về kinh phí. Thứ hai là có cái điều kiện về quan hệ đối với cấp ủy các cấp ở các địa phương khác. Thứ ba, quan trọng hơn là sẽ tạo thành cái kích thích để cạnh tranh trong thi đua. Cũng tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, để kết nạp được đảng viên thì công tác phát hiện và tạo nguồn là quan trọng nhất. Do đó, các cấp ủy tổ chức đảng cần tập trung tiến hành đà soát nguồn phát triển đảng viên theo từng nhóm đối tượng để làm cơ sở giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và có giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với từng lĩnh vực và từng nhóm đối tượng. Đối với các đối tượng là cán bộ, thôn, tổ dân phố, người dân tại địa bàn dân cư, thì cần quan tâm đến các chức danh tại thôn, khối phố mà chưa phải là đảng viên để nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên. Việc thứ hai là những đối tượng là cán bộ công chức viên chức thì cấp ủy tại các cơ quan đơn vị cần quan tâm tạo điều kiện và đổi mới việc cho người lao động được đi học ở các lớp cảm tình đảng và bồi dưỡng giúp cho quần chúng hình thành động cơ phấn đấu kết nạp vào đảng. Các cấp ủy trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục cần xác định việc đứng vào hàng ngũ của đảng là một yêu cầu đối với các giáo viên, người làm việc trong ngành giáo dục và khuyến khích lựa chọn các giáo viên là đảng viên và có chuyên môn năng lực tốt để bổ nhiệm các chức vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp để tạo động lực cho lực lượng giáo viên đang là quần chúng phấn đấu vào đảng. Các cấp ủy trong ngành y tế, đây là một lĩnh vực có nguồn đông đảo và có chất lượng cao. Vì vậy, cấp ủy cần tạo môi trường và nhất là xác định rõ các cái tiêu chí để cán bộ ở đó rèn luyện và cho các lực lượng y bác sĩ, người lao động trong ngành thử thách, phát triển chuyên môn vừa kết hợp để rà soát đánh giá năng lực, phẩm chất của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế trong đơn vị để phát triển, lựa chọn các nhân tố tích cực để dự phòng cho nguồn phát triển. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có khoảng 62.500 đảng viên, tăng hơn 3.800 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Để đạt mục tiêu tỷ lệ đảng viên mới tăng 3-4% một năm, Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu các cấp ủy và đặc biệt là người đứng đầu cần quán triệt, thống nhất nhận thức về vai trò tầm quan trọng của công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và của cả các đồng chí đảng viên.